Nguyễn Ngọc Mai xin chào tất cả quý vị. Như mọi người cũng đã biết thì travel vlog luôn là một cái từ khóa rất là hot trong những năm gần đây. Bởi vì người người nhà nhà ai ai cũng có thể làm được travel vlogger. Thế nhưng mà tối đêm nay thì Man Life lại vinh danh một nhân vật rất là đặc biệt. Và bởi vì đơn giản là những cái vlog của anh ấy không đơn thuần chỉ là chia sẻ một cái địa điểm du lịch hay là một cái món ăn ngon, mà hơn hết thảy thì anh ấy còn sẻ chia cả một sự tử tế và luôn đem đến một cái năng lượng rất là tích cực đến với mọi người. Và khi mà người xem đến với những vlog của anh thì sẽ được khám phá rất là nhiều điểm du lịch tại Việt Nam, rất là nhiều thắng cảnh đẹp tại Việt Nam, những cái chia sẻ rất là gần gũi và chân thật của anh. Nhưng mà cái điều làm cho Ngọc Mai cũng như là anh Quốc Nghiệp cảm thấy rất là khâm phục và anh rất là xứng đáng được nhận cái giải thưởng là Travel Blogger of the Year, đó là anh đã kịp thời chung tay để mà hoàn thành xong 30 sân chơi cho trẻ em nghèo trên khắp Việt Nam. Và cái điều đó làm cho Quốc Nghiệp và Mai cũng như cái khán phòng này thì thấy anh rất là xứng đáng. Và để cho mọi người không phải chờ lâu, một nhân vật để chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh, Travel Blogger Hoài Lan Anh. Chào tất cả mọi người, mình là Khoai. Thì hôm nay Khoai rất là vui và hồi hộp khi mình được đứng tại đây. Hồi nãy lúc mà vừa vào thì có người hỏi Khoai là tại sao hôm nay Khoai không mặc một bộ vest mà lại mặc một bộ đồ như vậy. Thì Khoai cũng có trả lời là bộ đồ Khoai đang mặc nó nói lên con người Khoai hiện tại và kể cả công việc của Khoai hiện tại. Khoai cảm thấy mình rất là may mắn khi mà trở thành một travel vlogger và Khoai cảm thấy rất là tự hào về điều đó. Vì khi trở thành một travel blogger, Khoai có thể làm được rất nhiều điều cho chính bản thân Khoai và cho rất nhiều người xung quanh. Và có những điều mà Khoai chưa bao giờ dám tưởng tượng khi Khoai là Khoai trước đây. Cảm ơn tạp chí Man & Life đã tin tưởng và lựa chọn. Cảm ơn tất cả mọi người đã dõi theo. Cảm ơn bạn bè, gia đình đã bên cạnh và động viên. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Okay.